Get Get somebody. doing something. Doing nha. Get somebody to do. Nó chỉ xoay quanh là một là do hay là to do hoặc là done. Have something done với get something done giống nhau nè, đúng không? Còn chỉ có trường hợp là have somebody do something. Okay, yeah, get somebody to do something. Rồi, copy nha. Okay. Okay. Cái 19 nè, need. Need để Là ngăn nắp gọn nhà. sao đấy, ok. Messi để gì? Là bừa bộn. Bộ. Okay, cool, familiar, okay, Jean. Chào. Synthetic là gì? Synthetic nè, Tổng hợp work. nguyên liệu tổng hợp. To harness, ok, có từ mới nè. Experiment, nhớ nha, nó là danh từ của experience. Ok, rồi. On the way to harness, harness là khai thác nha. Khai thác. Tám. Câu 38 luôn. Đề 8 ra đề 8 không? Và đề 8 và đề 8. Câu 1C. Gì hả? Đờ. Ok. Mơ. Thầy nhầm. Stands. Clubs. Các bạn B Chắc chưa? Okay. B, club, club gì? Cái này là âm S với là âm Z đúng không? B Okay. Club là S hay Z? Z Z. Stamp là S hay Z? Stamps hay là stamps? S Z cho ta, stamps, stamps. Hats. Là check cho thầy nhớ khá là chắc là stamp F và Z. Rồi xong năm có luôn. Check là books. Ok. Clubs. Hats. Ok. Wait.
industry performs as câu 3A. Mở một. Contain, okay, express, D. Carbon, obey, obey, câu C chứ, carbon, chứ phải là cặp, carbon đâu, đúng không? Contain, express, express, ha nè, carbon, obey, obey chứ, obey, không phải obey, obey, con, obey. Năm ấy keep it occurrence. Wait, why? Gosh. Cô sáu đi. Bây giờ. Đi đò. Đò, okay. We have a dinner. Bảy xe. Ừ, ok, hát. Do you mind? Do you mind? Okay. Mind turning đó, mind turning là cầm danh từ nha, cẩn thận mấy cái dạng. Chín đi. Đờ đúng không? Và đờ. Không mới. Mười xích. Đờ, đờ. Mới. Mười xì. Ừ, mười xì. Quickly. Quickly viral hay là what quicker? Cái gì nhanh đúng không con? Từ từ phải đọc cho kỹ cái câu này, hiểu cái câu này is a long journey, nó một chuyến đi dài với xe đúng không? À, với tàu đúng không? Nhưng mà it's much gì? Là nhanh hơn bởi ơn khi mà đi bằng trên đường đúng không? Quicker cho con.
quickly nhưng mà biết là quickly nhưng mà cái gì quickly không có gì quickly là trạng từ mà đúng không? Vâng. Ừ. Không biết nó bổ nghĩa cái gì đấy thằng quicker. Okay. Mười hai là housework. Ok, housework. A little của 13. A little đếm được hay không đếm được? Đúng không? Little với few cái nào đếm được? Research cái đếm được không? Research là nghiên cứu mà đúng không? Right, nhưng mà đếm được không? Quan trọng. Few nha, few là đếm được chứ. Đó, cái này cũng phải cẩn thận nữa nè, ráng nắm kỹ kỹ chút nha. Cái này là dễ làm mình phân vân, đặc biệt vô phòng thi nữa, hơi cuốn nữa, đặc nó làm mình phân vân cực kỳ nhiều luôn, đau đầu lắm. Ráng nắm kỹ một chút. Okay. Con tưởng few và ô few là thì cũng là một cái đếm được, một cái không đếm được. Few ở few một số nha. Few là only few research. Đó. Rồi phải lên mạng nó mới kêu giải thích rõ ràng. A few. Đếm được số nhiều. Cái gì? Có một chút cái danh từ đếm được số nhiều. There is a few. Only a few. Only a few theo này nhớ là cái cầm only few có không? Ok, đáng nắm vững được cái few và few. Ok, hãy cũng còn phần vân lắm. Danh từ đếm được số nhiều có rất không đủ làm gì. Okay. Đây tôi đợi quên chưa share qua chắc. Mang tính phủ định. Okay. Phiêu còn danh từ đếm được số nhiều. Có rất ít, không đủ làm gì. Và phiêu. Có một chút đủ để làm gì. There's a few. Đọc xong rồi vẫn không hiểu là gì đâu. Phiêu nhanh để được số nhiều có rất không đủ làm gì. Ok, nó quen trong là không đủ cái mang đến phủ định. Ok, có một chút đủ để làm cái gì. Ok, giờ kéo qua của mình đúng không? Ai có mang phủ định không? Nhưng mà thầy bảo research là không đếm được. Gì research không đếm được hả con? What? Thì sao phải đếm được chứ? Ở phía sau nó có hash nữa. Research phải đếm được chứ? Nếu vậy thì kia cái chúng phải sang what? Countable? Normally uncountable. Okay. Tại sao? Okay. Nice. Ờ đúng rồi. Nếu kia là không phải gì ta? Yep, normally uncountable. Vậy nó giống như information. Yeah. Ừ, đúng không? Nếu mà có a few nó cũng gần tương tự nhau rồi, thì nó phải có a little. Có phải little. Đúng không? Chẳng qua hôm nay sao sao ta? Xài dữ ta. Only a little. Okay.
Cái từ A là gì? Cái gì con? Cái Không A bù là bù. Cái nào? A của câu In. Người bộ. Câu A đúng không? Consider. Consider là cái gì? Mình tắt ra này còn thấy có từ consider trong đó không? Considerable, thấy không? consider là xem. Xem xét đúng không? Considerable là cái gì? Là có thể xem xét, ok. Rồi thêm từ in phía sau là gì? Là không có, là không. Dạ, bây giờ đây là tính là tính từ chỉ gì ta? Tính gì ta? Tính cách đúng không? Mà cái tính cách considerable là cái gì? Luôn luôn xem xét, nghĩa là ân cần đúng không? Luôn xem xét nghĩ ân cần đúng không? Cái inconsiderable nghĩa là thiếu, không ân cần. Thiếu xem xét, thiếu tinh ý cũng được. Câu 14 chọn B. The hay là bờ? Bờ. The company has closed because he became redundant. Okay, đúng rồi. Có bạn dư thừa. Okay. Deliberate là chủ ý nha. Có chủ ý, chủ đích. Mười lăm Đúng rồi, giỏi. Economical. Tốt. sáu là đi. Schedule, ok. Cái từ due, nếu mà due là gì con? It's due next week. Ví dụ nha. Due next week. Con hay nghe nó ở đâu không? Con chỉ nghe từ view to thôi chứ view không, con không được view. Due là hết hạn đó nha con. It's due next week. Due. Due đó. Nói về thật sự trong mọi trường hợp nó giống như schedule, nó đối lập với schedule vậy. Cái một bên là cái lịch trình, một bên là hết hạn. Until, okay. Till. Câu 17. Cô hai Tommy xong lại. How do Tommy, you how do you do? How you doing? A 18 A. I love to. Would like to stay here tonight? I'll be in the way. Phải nha. Phải là on the way chứ. Đợt trước mình làm. In the way là gì?
On my way to. Cái quan trọng là cái the way nha, con không chắc cái the way á. Nếu mà con gì ta, nếu đồng ý nó sẽ trả lời cái gì? Yes, I would love to, đúng không? Tại sao có I be in the way là sao? Là on the way. Okay. Nó hỏi cái gì con? Bữa mình cũng làm cái câu này một lần gặp một lần nè. Nó hỏi là bạn có muốn ở lại đây tối nay không? Ừ. Thì nó I love to in the way là sao được, đúng không? Okay. Yeah, in the way là cản đường, nhưng mà có là on the way không? On the way là tôi chuẩn bị đi nhé. No thank you. Nếu in the way tôi sẽ cản đường thấy vô lý quá, đúng không? Tôi sẽ cản đường là vô lý quá, nhiều cái lỗi á. Đi. No thank you, Roger. You're welcome, I'll be in the way. Nếu nó in the way thì sao trời? Trời người on the way mới đúng, nhưng mà lỡ nó in the way thì sao, đúng không? Bởi vì mình đã gặp ở trên kia, ở trong mạng một lần rồi. Ở đây một lần nữa, mà nó vô trong sách luôn. Thôi vân vân thiệt. Để chờ thầy chút. Check luôn cho lầm. Ok. Tại vì phải có đáp án rồi con. Nó ra bài bữa trước mình làm luôn. Sao không ra được đáp án, nó ra bữa trước mình làm luôn. Từ nè, tôi thấy là 18, 18 luôn. Đi, ok. No thank you luôn, ok. No thank you luôn con. On the way luôn á, ok. Chứ mà làm lòng. Two necklaces, all very alike. Hey, okay, similar. Có nè. Not very tally. Có không? Chọn đại. Phân tích thử. Vâng. Bị kiện. Sao con? Vừa effective là hiệu quả, đúng không? Ok. Energetic là gì con? Năng lượng. Con thấy nó liên tràn đầy năng lượng, nó có liên quan gì đến powerful không? Powerful là mạnh. Mạnh mẽ, đúng không? Phải có gì đó sức mạnh chứ, đúng không? Energetic. Tràn đầy năng lượng. Wow. Cái effect hiệu quả là không được nè. Cái câu B. Rồi câu C chắc chắn không biết, đúng không? Câu D influential là gì? Cũng làm mạnh. No. Influence động từ là gì? Là ảnh hưởng. Nó thành tính từ là sức ảnh
Có sức ảnh hưởng, sức ảnh hưởng. Ok, sức ảnh hưởng nha. Ok, câu C nha, authoritarian. Khó cái chỗ đó. Nè thầy, thầy không nhớ tiếng Việt hoàn toàn nhưng đọc quyền, đọc tà, authoritarian. Authoritarian. Độc quyền, độc tài. Thì chỉ có từ đó là powerful thôi. Độc quyền, độc tài cũng có sức mạnh mà đúng không? Nhưng mà cả cái cột là bây thế nhớ 20 check là lần cho chắc nha. Mình chat do thầy thì vân vân câu B câu C câu D đâu mấy cách sức ảnh hưởng cái memory of Danny này vẫn còn có sức ảnh hưởng mà. Ảnh hưởng cái gì đúng không, không được mang cái gì ảnh hưởng không được cả authoritarian, authoritarian câu này nó nguyên nguyên biết mình làm chưa. Khó nhỉ, khó, khó, rất khó. Cannot be. Một thì okay. Uneasy tờ check lại tờ phải phải phân tích là chắc uneasy là cái gì cảm giác gì con. Khó chịu. Ừ rồi bồn chồn đúng không. Happy bồn chồn liên quan happy không? Courageous là gì con? Câu C, câu D dịch ra là gì? Thầy đang phân vân câu A nữa. Ease là dễ dàng đó con. Ease, nhẹ nhàng. Ease. Cái này quá. Chọc hôm nay. Mấy cái đề nó sao quá. Nhẹ nhàng. Đúng không? Làm gì nó dễ chịu hơn thì đó thầy đang phân vân câu A courageous là gì con. Có rồi. Courageous là dũng cảm nha, courage nó là courage cho con, courageous courage là dũng cảm, insecure insecure secure là cái gì từ từ tắt ra cái con thấy in in là cái phía trước đúng không, là không có gì đúng không, secure là cái gì. An toàn. An toàn, insecure đấy, cảm giác không an toàn đúng không. Cái is là theo nó dịch là make something less serious or severe, làm cái đó nó nhẹ nhàng đi con. Nè sát đối lập với sát là happy chứ đúng Vâng. không. Vậy mình phải chọn in số con is khó nha, mà cái đề này nó bị sai đấy, có một cách lạ luôn á. Hai hai là đi Reveal đời đúng không? Đời. Success.
scientists do to believe you come. 24 hours so cool. Sleeping and walking was governed entirely by external factors. The most notable of these, they thought, were the rising and trời ơi nó khó. Yes, nó khó luôn. Cái gì lên và về đúng không? Lên và cái gì của mặt trời. Khó mọi người. Mặt trời nó sẽ có lên và gì con? Cái quy luật. Xuống. Xuống. Ờ, nhưng vấn đề giờ mình kiếm được cái nào xuống nó khó nè. Setting. Cái gì con? Setting. Câu nào chẳng câu nào? Đó. Setting. No. Setting là cái cài đặt mà. Ây à, có sunrise thì cũng phải có sunset. Ờ, à, còn lại gì hả? Nhưng ai đâu setting of the sun con? Danh từ setting mà. Hay nào ghi sunset. Chọn câu A nha. Descending là xuống. Khó. Cái đối lập của descending là gì? Ascending. Chứ A. Khó. Cái đề này tự nhiên nó đổ qua nó làm khó cực kỳ luôn á. Ở trên vậy. Em quốc govern. Govern là kiểm soát đó nha. Không biết cái từ government đúng không? Chính phủ đúng không? Okay. Cái govern, động từ của government là gì? Điều hành chắc. Thành cái khả năng cao dùng từ điều hành hoặc là kiểm soát, cái kiểu vậy. Entirely by external factor là gì? External là gì không? Khó. Yếu tố ngoại, bên ngoài, yếu tố bên ngoài. Thích dùng cái từ khó hơn, yếu tố ngoại lai. Okay. External là bên ngoài. Nếu giống nhìn thấy liên tưởng đến từ import với đúng không? Import với là export đó con. Nhớ không? Nhớ không? Đấy. Export. Cái từ xuất khẩu là gì con? Hay quên rồi. Import và export đúng rồi, export đúng rồi. Đó, chữ ES nó hay là bên ngoài con. Rồi chữ im, ok. Còn đối lập là gì? Internal là bên trong, nội. Internal. Xong này là internal. Chữ y. Nó gần giống vậy. Tự nhiên nó khó dữ con. Thầy không hiểu sao luôn. The most notable, ok, notable. No là ghi chú đúng không? Notable là đáng lưu ý, ok. Notable, ok. Có. Nhưng mà cái từ notable này cũng ráng nha. Nó từ từ note, ok. Note là lưu ý đúng không? Notable, đáng lưu ý, okay. Có thể lưu ý. Okay. The rising and descending of the Son of Jesus. Diving đã gì lặn không được này. Dipping. Dipping cũng đi xuống nha. Nhưng mà nó không phải là cái kiểu mà đi xuống của thầy giải thích sao nó hồi lộn tục vèo chiều xuống, ok. Dipping là nó giảm xuống, ok. Nó giống như reduce, nó giảm đi, ok. Bắt đấy tiếp không? But perhaps now, oh, sure, that there is a daily rhythm to a wide range of biological function, including temperature, digestion and mental activities. The main function of this body clock is to
Anticipate. And động từ đúng không? Mình cần động từ. Cái nào động từ là chọn không? Không có gì phải sợ. Cái mục đích, chức năng chính của body clock là không hiểu rồi đúng không? Cái okay, đồng hồ sinh học, cái okay. Là gì? Là gì đó và cái gì cho những cái external change, hồi nãy thầy kêu external đúng không? Changes. So that, for example, okay, body temperature start to rise. Cái nào đi với for? Prepare for. Prepare for. Chuẩn bị cho đúng không? Anticipate là dự đoán không? Chúng mình predict á. Hoặc là chuẩn bị à, dự đoán mà. Body temperature start to rise gì? Dawn là gì con? Khi nào mà nhiệt độ nó tăng? Bắt đầu tăng. À, đằng nào cũng vậy mà. Gearing up for the day. Cái gì con? Chỗ nào? Around. Ừ, around. Dawn là lúc mặt trời mọc á. Chuẩn bị cho ngày rồi nè không? And begin to fall in the early evening, winding us down for sleep. Some people's body clocks keep for time than others, which can greatly disturb the lights and even. Mình cần cái gì ở đó? Cái từ and kìa, phía trước and là gì? Là một động từ. Ừ, vậy sau and phải là mấy cái này động từ hết mà. Ừ, vậy mà cái nào mà đúng? Là đi đờ đúng không? Vâng, con đờ. Biết từ đấy được. Ừ, đúng rồi, threaten là đe dọa con. Thường thường dùng từ đe dọa chứ không là mạo hiểm nha. Risk là mạo hiểm, cái sức khỏe này nó không có ổn lắm. Đe dọa, okay. Mạo hiểm giống như là đe dọa, dùng từ đe dọa. Okay. Disturb là cái gì? Gây rối loạn. Cái ảnh hưởng, okay. Rối loạn, dùng từ rối loạn, ok. Threaten, okay. Trời ơi, nhiều khó, spoil, ok. Spoil Joe, ok chưa? Spoil làm hư nha, ok. Đúng như, con sẽ hay gặp nhiều nhất là spoil ED kid, ok, mấy đứa trẻ bị làm hư, ok. Injure, làm chấn thương không được, chấn thương sức khỏe sẽ được. Insomnia là mất ngủ nè, insomnia hoặc là insomnia cũng được. Depression, fatigue là mệt mỏi, nhiều từ khó nhỉ. Poor work performance and even accident can all be. Ngay cả tai nạn có thể bị gì? Đừng có lưu ý mấy cái aggravate là cái gì? Cái by inaccurate body clock là được. Cái như mấy cái bệnh nó có thể bị gây ra. Mấy cái bệnh đúng không? Coi như mấy này là mấy cái bệnh. Can be.
can we make? Tạo ra con. Can be made sẽ được. Tạo ra sẽ được. Tạo ra bởi cái body clock sẽ được không? Gây ra chứ đúng không? Thường thường mình hay dùng bệnh là mình hay dùng từ gây ra chứ đúng không con? Nhớ nha, nhớ nha. Bệnh nó hay dùng từ cause. Hay là can all be formed ta, không, cause chứ, it's accident mà, có dùng accident mà, tai nạn mà, gây ra mà. Aggravate là làm tồi tệ hơn. Thôi chịu quá con. Khó dữ, nè, từ từ để coi này xem đấy, ra đi. Spa hit back last. Đấy, đến phần cuối thì dễ nè. Cho này khó. Đọc đi con, đọc có gì nghĩ. Xem có từ khó không? Biết liền rồi. Xem là you think this some form of computer communication between employers an office for employees whose jobs involve sitting at the terminal or word processor entering data or typing reports. The location of computer is of no consequence. Consequence. Bữa thầy cho học từ này rồi nè, nhớ không? Consequence. No. Consequence là kết quả nha. Consequence. Kết quả. Ok, chưa giờ thấy cũng nhiều từ khó rồi nha. Consequence. If the machine can communicate over telephone lines when the work is complete, employees can dial the office computer and transmit the material to the employers. Clearly, change simply takes time, but in addition, there has been active resistance on the part of many managers. These executive claim that supervising the telecommuter in a large workforce scatter across the country would be too difficult, or at least system for managing them are not yet developed, by complicating the manager responsibilities. It is also true that employees who are given the option of telecommuting are reluctant to accept the opportunity. Most people feel that they need regular interaction with the group, and many are concerned that they will not have the same consideration for advancement if they are not more visible in the office setting. Some people feel that even when a stay in the homes is set up aside as a work area, they never really get away from the office. Thầy nghĩ con hiểu gì đâu không con? Hiểu không? Hiểu không con? Oh. Nè, telecommuting podcast. Ngay từ cái đầu tiên này con thấy thầy thấy không có hiểu rồi đúng không? Okay. Là một cái form of computer communication đúng không? Between employee home and office. Okay. Commuting.
Làm việc từ xa không? Để thầy cho con tư vấn con làm thử. Sẽ là một commuting, ok, some form communication. Là một cái dạng trao đổi, ok, between employee and office, ok, for employee who job. Involve là liên quan nha, involve. Involve có móc in nè. Involve là liên quan. Sitting at a terminal là cái trạm á. Or word processor entering data. Ok, chắc này mình hiểu không? Nhập dữ liệu và báo cáo. Cái location of terminal consequence. Ok, tên nó qua kia biết. If the machine can. Okay. Clearly, the change simply take time when they have been active. Active resistance là kháng cự nha. On the part of many manager, đến từ cái manager, cái sự kháng cự. Executive là giám đốc của con, là cũng có tầm Kiểu manager trở lên nữa không? executive. Ok, cái chief CEO là cái gì? Chief, chef. Executive officer, ok. Đấy, executive con sẽ làm quen cái từ này dần là vừa. Executive. Supervising là giám sát này. Đấy, the telecommuter, đó, những người mà đặc biệt từ xa gì. In a large workforce, scatter lại rác không? Trời ơi, xin tôi mới đi. Dịch, thật chứ. Không, đọc xong rồi con thấy khùng luôn á. Would be too difficult đó, cái việc mà kiểm soát là cái vụ rất là khó. Giám sát system for managing them are not yet developed, okay, chưa được phát triển. Nên complicating, okay, là phức tạp cái responsibility. It also true that employee who are given the option là gì? Được cho cái lựa chọn, ok, option lựa chọn này. Reluctant nghĩa là lưỡng lự, ok, vân vân, cái lưỡng lự. Accept the opportunity, ok. Bởi vì sao người ta lưỡng lự, ok, people feel that they need regular interaction with the group. Interaction là gì không? Regular interaction. Ghi được từ reluctant chưa? Rồi. Đấy, để tiếp. Need regular interaction. Interaction là sự tương tác nha. Trời ơi. And many interaction tương tác với một cái nhóm nè. And many are concerned that. Cái concern là gì? Concern là kiểu lo. Lo ngại, quan ngại, ok. They will not have the same consideration, nhớ nha. Cái từ consideration là luôn bắt nguồn từ consider nha, luôn nhớ nha. Cũng chỉ là danh từ thôi nha, cái sự xem xét, ok. For advancement là gì? Thăng tiến. Advance là tiến lên, động từ là tiến lên, advancement là sự thăng tiến, ok. Thăng chức đó con. If they are not more visible, ok, nếu mà không có sự hiện hữu, cái visible là thấy được nè. Office setting, ok, trong cái bối cảnh văn phòng, ok, hay khó chưa? Okay. Một số người cảm thấy rằng ngay cả khi một cái space ở trong cái nhà của họ được set ở xa lẻ vậy, đặt qua một bên, đúng không? Set là đặt, đúng không? Cái okay. Set aside đặt qua bên như là cái work area. They never really get away from the office. Đấy. Nói chung là cái vấn đề của việc làm việc từ xa thôi. Telecommuting, ok. Tuy nhiên nó cũng có lợi là mình đỡ phải đi cực cực nhưng mà đi làm thì nó là hơi chán.
Ráng giờ làm thử nha. Cái phần này dễ này. Cái phần sau này dễ không? Khó cần luôn. Thì đó con. Thầy không nghĩ sẽ là khó gì đâu. Cái này chắc chắn là cấp 3 luôn. Cấp 3 đôi khi thầy đôi khi lúc đó cũng không làm khó. Vô lý. Ừ. Có vậy đâu, thầy nghĩ nó ra một đề cho nó vui vậy thôi à. Gì được rồi. Mày còn nhiều đề không ta? Hết rồi hả? Đề số 8. À, với là còn cái đề kia đúng không con? Vâng. Rồi, nhớ chấp cái đề đó luôn nha. Ok. Là ráng học cái từ bằng một. Ghi lại buổi sau ha, thì thầy coi lại cái từ nào quan trọng nha. Cô không nhớ nữa, nhiều quá. Ok. Buổi sau anh ôm lại cái đề đó lần nữa, đề 8 khó. Ok. Okay. Ok, bye bye con. See you on Thursday. See you later.